Tập 11. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Đời người của tôi đi vào một vòng luẩn quẩn không đối thuốc. Đợi lâu lắm rồi phải không? Không lâu lắm. Chú Lý, cháu Sướng lúc trước tôi từng nhắc với cậu cháu gái của chú Kiến Minh, nhà mạo hiểm cấp truyền thuyết. Đây là nhà mạo hiểm ngôi sao mới của thành phố Vân Tiêu Thương Lỡ. Hắn là nhà mạo hiểm duy nhất được vương hậu nước ảnh yêu thích, sau này có tiền đồ lớn. Hai người làm quen nhau đi. Chào anh. Là trong tiệc rượu lần đó khi chú Lý giới thiệu chú Sướng cho mình sao? Chào cô nha. Vậy từ khi nào cuộc đời nhà mạo hiểm của mình chính thức bước vào phòng mổ? Là khi bên nhà nước vì thân phận con rể chủ gia của mình mà phân chia nhiệm vụ công lược vượt qua năng lực của mình. Mà vợ mình thì lại khoanh tay đứng nhìn. Level 8 địa thành, cử nhân bị nghiền rủa. Chưa xong sao, hắn sắp không cầm cự được nữa. Nhà mạo hiểm nhà nước thành phố Hoa Anh. Level 7 kim thần ngờ. Nhà mạo hiểm nhà nước khu Văn Chương Châu Level 8 trong Hoa Công. Boss, phó sụ cự nhân. Tiêu rồi. Phép ngũ hồn, quái vật định thông thuật. Tồn thân tôi dậy, đến tôi rồi. Hủy diệt. Trọng kích. Bên trên nghĩ thế nào vậy hả? Chủ lực của công lược ngược lại thành cái làm liên lỉ. Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Cảm thấy phối đội có vấn đề. Tôi có cái thở hội cấp trên. Thương lỡ đâu có làm sai chuyện gì. Cô nói cậu ấy như vậy không hay đâu. Đi thì đi. Xin lỗi, lần này là tôi liên lụy các cậu rồi. Không cần xin lỗi, dù sao tôi cũng không ngờ cậu không có thừa di vật cấp sử thi của chú Kiến Minh. Tôi nghĩ mình bên nhà nước cũng không ngờ. Các người đều cho rằng tôi đã kế thừa. Nếu không sao bọn chúng ta lại bị phái đến cái công lược địa thành cấp 8 có độ khó cao hơn mức bình quân. Ít nhất bên nhà nước cho rằng lúc vào rỡ chú gia lại là nhà mạo hiểm xuất sắc của chú cậu. Cớ thừa di vật của chú Kiến Minh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu không trên đó cũng sẽ không phối đội như vậy. Nếu cậu còn muốn đi tiếp thì vợ nói chuyện với vợ cậu đi. Không thể cứ bị chia nhiệm vụ công lược có độ khó vượt giới hạn năng lực của cậu được. Anh rỡ à, anh còn chưa rõ hiện trạng sao? Anh chỉ là ở rỡ chú gia ta. Nhưng không có nghĩa là bọn ta nhất định nó phải đem toàn bộ tài nguyên đặt lên một người như anh. Hơn nữa anh đâu có tiềm lực trở thành nhà mạo hiểm cấp truyền thuyết. Dù sao thì không đến được đỉnh chi bằng đi đường của bác Huỳnh làm một nhà quản lý lối vào của thành phố Vân Tiêu đi. Tôi thấy được. Anh nói lại Vân Tiêu, đúng lúc có thể chăm sóc chú Đức. Vả lại không cần đến địa thành nguy hiểm mạo hiểm nữa. Nếu lúc đó mình không có rỡ chú gia, cuộc đời nhà mạo hiểm của mình có khi nào là một bộ dạng khác không? Có người này khá mạnh, người không đem hắn chuyển hóa thành phong linh sâu không làm được, ta chỉ có thể chuyển hóa ngư nhân đồng chủng tộc. Nếu có thể làm lại lần nữa, ta thấy rồi, chúng ở phía trước. Cái bọn nhân loại này đến nhanh quá. Nhìn có tác dụng gì? Nhiệm vụ thoát ly đã hoàn thành rồi. Alo. Cái gì? Thương lỡ chết rồi à? Đúng. Vả lại hỏng rồi. Không phải. Con quái vật này còn có thể trưởng thành thêm sao? Người thôn phở Mệt Hà Núi Lê và Bì Bò Khí Công Sư. Đây chính là nghề nghiệp sao? Giờ ta có chút lý giải. Thực lực của các ngươi vốn không bằng ta. Tại sao sau khi có nghề nghiệp giá trị có thể gây phiền phức lớn như vậy cho ta? Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Di hình hốn vĩ, nợ ngươi một mạng. Lúc này đừng có nói gì mà nợ không nợ. Thì ra sản phẩm sao chiếc của ngươi còn có thật
Còn có thể trao đổi vị trí với người khác à? Phải đó. Tiện lắm phải không? Vậy nếu ta đồng thời tấn công ngươi và vậy và vật sao chép của ngươi, ngươi nên né thế nào? Sống quán tờ hả? Nhanh quá, cảm giác không né được nữa. Đừng có đứng ngay ra đó, thứ đó ngươi không đỡ nổi đâu. Bảo ngươi cẩu cầu liên lạc với hình triển, thực lực của con quái vật này đến gần cấp truyền thuyết rồi. Chúng ta không phải đối thủ của nó. Vùng vẫy không có ý nghĩa gì. Viên đạn lớn coi đó không phải đùa đâu. Cabo, Cabo, động đất rồi, giải tán người dân đi. Anh Trịnh và trợ thủ anh ấy tìm đến thua rồi. Nhưng con bốn ngư nhân đó một chút vết thương cũng không có. Trước khi đại lão Huỳnh tiến đến, bất luận đối phương tính làm gì chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Ngươi lợi hại thật, nhưng ta vẫn phải khuyên ngươi, đừng có ra tay với người dân. Nếu không bất luận trả giá lớn cơ nào, bọn ta cũng sẽ báo thù lại đó. Bị đồng loại bỏ rơi, ngươi lấy đâu ra mà dũng khí nói cái lời này? Báo thù à? Chờ ta ăn ngươi ta sẽ biến mạnh hơn. Muốn báo thù các ngươi cứ đến đi. Được, ta biết rồi. Trịnh hỏi, có thể mời ngươi đảm nhiệm người phụ trách nhất thời của thành phố Đông Sơn chúng ta giải tán người dân không? Cái này ngươi có thể tự làm nhỉ? Khác, ta và Trần Hô Công phạm sai lầm lớn ở trong địa thành xây chuyển này. Giờ tôi không có tư cách làm người phụ trách nhất thời. Vả lại, phải có người đứng ra cầm chân bố tranh thủ thời gian cho mọi người. Cậu mau chạy đi, tôi tranh thủ thêm chút thời gian cho các người. Địa thành mất khống chế, mọi người đều có trách nhiệm, còn không cần phải vì vậy mà bỏ mạng đâu. Không, tôi là nhà mạo hiểm nhà nước, tôi không thể sau khi phạm sai lầm mà còn làm lãnh đạo cũ. Trình Hỏi giúp tôi chăm sóc tốt Tiểu Lâm, Thường Cảnh Xuyên và Lương Gia Cung. Sau này thành phố Đông Sơn dựa vào các người, tổ chức này không uổng công gia nhập. Đừng manh động, ta biết ngờ chính của ngươi là một ngờ ẩn có thể giúp ngươi vượt cấp khiêu chiến địa thành. Ta cũng biết ngươi ở mộ trưởng và chỗ cao thừa dũng có được trang bị và kỳ vật mạnh, nhưng đó là quái vật mà ngay cả Trịnh Sương và An Nhiễm cũng đưa tay chịu trói nửa chân bước vào lĩnh vực truyền kỳ. Ngươi bây giờ không thể nào là đối thủ của nó. Ta và ngư dân Triều Hy 5 năm, ngươi nghe ta nói hết trước. Danh hiệu này á, cậu ta có thể tự động kiểm tra, giống như là nhân mạnh nhất gần đây. Hiện ta có được sức mạnh tốc độ cảm trị tương ứng với đối phương. Gợi ý, kiểm tra thấy nâng cấp thuộc tính do danh hiệu mang lại. Sức mạnh cộng 8, tốc độ cộng 9, cảm trị cộng 2. Thế dù chi số cơ bản của cậu hoàn toàn tương đồng, cậu và nó có khoảng cách chiến lực không thể bù đắp. Đây không phải. Cộng thêm chuyện này có thể cung cấp ý chí chiến đấu của khổ là đức vong linh truyền kỳ và kinh nghiệm kỳ vào cấp sử thi. Nó của khổ là đức vong linh truyền kỳ, cùng với trang bị kiếm hắc kỵ sĩ cấp sử thi, hai món cấp sử thi. Ơi da, thời gian lần này thầy nhìn lầm rồi. Còn có ngờ của ta tử vong hành giả, thầy dựa vào hôm trước sau giao thủ với hai cái tên bó cấp truyền kỳ. Cho dù là truyền kỳ thượng vị level 19, ta cũng có lòng tin chống đỡ 3 phút dưới tay đối phương. Rất xin lỗi giấu các người đến đây, nhưng giờ ta nghĩ là người đàn ông Đông Sơn, nhà mạo hiểm thành phố Đông Sơn, một thành viên hiệp hội nhà mạo hiểm nhà nước thành phố Đông Phương, dốc chút sức của ta. Xin đừng từ chối ta. Cậu đã nói vậy, ta làm sao từ chối chứ? Vậy thì định vậy đi, chờ ta làm chủ của tờ cậu ở bên kiềm chứ. Thưa Mão, cậu thì sao, đến không? Tôi thì thôi đi, chờ ta ăn ngươi thì ta đi bắt cái tên nhân loại bỏ chạy đó. Lúc đó chắc ta có thể trưởng thành đến một mức độ đúng lúc có thể chiến đấu với truyền kỳ các người. Nếu ta có thể may mắn đánh bại truyền kỳ các người, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây ra. Chết đến nơi rồi mà còn cứng họng, ta xem ngươi không muốn chết thoải mái mà. Tạm ngư huynh, ta đến đánh trận thứ hai. Ta đã đại phát từ bi thả ngươi một lần rồi, sao ngươi còn không biết điều mà tặng mạng hả?
Nếu ngươi không trân trọng cái mạng nhặt này lại, phần thưởng từ chiến không lui. Danh hiệu này có thể đem thế lực của ngươi mang nâng đến cực hạn chủng tộc hiện tại của hắn. Nhưng một khi người mang sinh vật ra hành vi sợ hãi bỏ chạy sẽ chịu trừng phạt giảm một nửa thế lực vốn có. Vậy thì đi chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chết. Dí hình hồn vị. Vũ khí của ta hỏng rồi. Bên đó của người có vũ khí hạng nặng dự bị không? Một tấc dài một tấc mạnh. Có. Hiệu quả danh hiệu kéo dài khoảng cách thi phép. Con đang vùng vẫy. Các người đang nói gì? Mang theo ta nữa đi. Trình hỏi. Hắn không phải mới level 6 sao? Hắn đến làm gì? Tới những lỗi này rất mạnh. Cùng lúc đó hơi bất ngờ, có chỉ số cơ bản như nhau, kinh nghiệm chiến đấu, bỏ truyền kỳ và ngờ ẩn mang lại sự cộng thêm và kỹ năng. Nhà mạo hiểm tên Trình Hải đó, thật ra có khả năng cơ bản cục thớ mà không chữa. Cái đội chiến thuật có thể lấy không tích điểm này, sao cậu phải từ chối? Như nhau hôn như nhau, chẳng phải cô cũng không đi sao? Mà nữa công trình của đoàn công lược. Ta chẳng phải đã nói người tùy tiện. Nói hai, tìm hai con ngư nhân, giết xong việc, lờ cái thở rút sau, sao còn chưa đi? Bỏ đi, chuyện này không quan trọng nữa, đi theo ta. Địa thành xây chuyển này mất khống chế rồi, thành phố Đông Sơn không an toàn nữa. Dựa vào cảm gia cao mà khí công sư mang lại, Manha Nushi nhảy biến phát hiện thực lực của vị khách không mời mà đến này rất gần mình. Con người này, nhưng điều quý vị là Thiểm Phương lại nói với Mahanu ở người trước mặt không thể nâng cấp level của mình. Hiển nhiên cấp của đối phương không có level 13. Hắn như mình vậy, cũng là cái thở đặc biệt ở trong quần tộc. Có người, giờ ngươi cấp bao nhiêu? Ta level 6 sao vậy? Ta 50-50, với ngư dân Triều Hy xem ta là ngốc sao? Cho dù á, ngươi cũng có tư cách vương giả, cũng không thể nào level 6, có thực lực có thể sánh với ta hiện tại. Đó là vì đủ rồi. Ta mà cỡ ngươi là giả vờ hay đánh tâm lý. Tiếp theo, ta sẽ toàn lực đánh bại ngươi. Mong còn không được. Trực tiếp lên. Vậy ta cũng lỡ là chiêu này à? Đổi vị trí. Anh Trịnh, anh làm gì? Cậu còn dám hỏi, nếu không phải anh Trịnh ra tay, giờ cậu đã chết rồi. Ta chiến với đối thủ có thực lực gần cơ. Tên có thể triệu hồn vật sao chép khiến hắn và bản thân đồng đội thay đổi vị trí quá nguy hiểm. Phải xử lý trước. Anh Trịnh, anh tin tôi một lần đi. Nếu tôi không đảm bảo chiến đấu với ngư nhân đó, tôi sẽ không đến đây. Cậu chắc chứ, sức mạnh tốc độ cảm tri của nó đều trên 20. Cậu chắc chứ, sức mạnh tốc độ cảm tri của nó đều trên 20. Cho dù lúc trước cậu vượt hải tồn là địa thành mức độ nguy hiểm cao, cũng lấy được đánh giá A học S. Tôi chắc. Được, vậy cậu chủ công, tôi hỗ trợ. Còn phải trên dưới miệng hắn chả một phát là cậu tin à? Hắn mới level 6 thôi. Giết một tên trước, rồi lo nói chuyện bỏ sót nó rồi. Dĩ hình hôn vị. Anh Trịnh cẩn thận, mục tiêu của nó là cậu đó. Tân gây cản trở chứ cho to. Không kịp thả hồi âm mới đổi nữa. Đắc thủ rồi. Chẳng phải nói muốn toàn lực đánh bại ta sao? Ra tay với đồng đội của ta là ý gì?
Trình Hỏi có hai món trang bị cấp sử thi. Không chỉ có vậy, ngờ chính của cậu ấy cũng rất đặc biệt. Ít nhất trong ngờ ấn đại tôn là quy không có. Mà hắn dựa vào hiệu quả danh hiệu kéo bằng tốc độ sức mạnh cảm tri của người dân cấp anh hùng. Tôi cảm thấy cộng thêm hắn á, cho dù không thể chết, không thể giết con ngư dân cấp anh hùng đó, cũng đủ kéo đến lúc Huỳnh Tiễn và Hổ Biêu đến cấu son rồi. Đó ta đúng, lần này ngươi định đánh chiến thuật gì? Liên tục hai lần rồi, các người tưởng ta còn trúng chiêu sao khốn nạn vậy mà không hốn vĩ. Ngốc, chiến thuật dùng qua hai lần, ngươi lại cảm thấy bọn ta sẽ dùng nữa. Thắng rồi, còn sớm. Thợ của con ngư nhân cấp anh hùng này chắc cũng trên 20. Một phát lúc nãy còn không đủ chí mạng à. Nhưng thật khiến người ta kinh ngạc, rõ ràng là lần đầu hợp tác, hắn lại có thể phối hợp hoàn hảo mà không cần mình nhắc nhở. Chuyện thực mình khai thác từ hiển thị hồi âm và di hình hỗn vị. Ta nhớ hình như hắn viết tiểu thuyết. Nhà tiểu thuyết bây giờ đều là quái vật sao? Mày nó, tiểu tử này sau khi đạt được mục đích là lui. Hoàn toàn không cho ta nhận kỹ năng trống của họ, lấy thương đổi thương. Thở cũng trên 20 sao? Hơi khó xử nha. Trải qua một trận giao phong ngắn ngủi, Mahanut biết rõ. Trịnh Hải và Trịnh Nhân quân tổ hợp này mạnh hơn mình khi không sử dụng kỹ năng chiến thuật khí công sư. Nhưng nó đánh ra lá bài kỹ năng chiến thuật này, Mahanut rất khẳng định truyền kỳ mặt nhân loại tuyệt đối sẽ xem bản thân là uy hiếp chí mạng. Từ đó mất đi cơ hội tiến thêm một bước. Lỗ rồi. Vốn định từ bỏ tương lai trong hiện tại. Giết hai tên nhà mạo hiểm level 14, tấn thẳng level 15, sau đó khiêu chiến truyền kỳ ở đây. Giờ xem ra không hiện thực nữa rồi. Lạ thật, sao bó người cá này cho ta cảm giác không ép buộc người như vậy nữa. Nó định rút hay chỉ có thể đi thêm một bước? Một bước hả? Kỹ năng chiến thuật khí công sư siêu hạng nhất, thông qua tiêu hao thể lực khiến lực cơ bản biên độ nhạy cảm của bản thân tăng mạnh, nâng cấp tính toán độc lập, không thể bị kỹ năng ngờ nghiệp kỳ vật trang bị và ảnh hưởng danh hiệu của hai bên địch ta, cũng không thể sao chép. Gửi gần đây chỉ số ngư nhân mạnh nhất xuất hiện biến hóa, sừng ta và ngư nhân Triều Hy 5 năm tận tính toán mới, lực nhạy cảm cảm tu đang cảnh báo tu chính thất bại. Bởi vì thực lực hai bên cách xa, hiệu quả của tử vong hành giả chạm phá sức mạnh, tốc độ nâng 4 điểm. Gợi ý, chủ tử tử vong và hỏi chim mẫu không bằng lòng tiết lộ danh tính đang quan sát trận chiến đấu này. Xin người giúp hết sức lấy lòng họ nhờ mạo hiểm. Vốn định đem chiêu này chừa cho truyền kỳ các người, nhưng xem ra không có cơ hội này rồi. Anh Trịnh chạy mau, tốc độ của ngư nhân này lại nâng lên rồi, lần này ta chưa chắc có thể ngăn cản nổi. Ít nhất trước khi đi, đỡ ta nâng đến level 15 đi. Rất tốt, một tay của hắn phó rồi, tiếp theo chắc là rất khó. Trình Hỏi, nhân bây giờ nhận được. Tưởng như vậy thì có thể hạn chế hành động của ta. Đừng có quá lấy lầm lẽ đương nhiên. Trò đùa đến đây chấm dứt đi. Sau đó đi chết đi, anh Diêu. Tấn công ở mức độ này không phá được phòng ngự của hắn. Thần quyến giả, việc bên lần này là triệu hồn sư sao? Đỡ ta xem ngươi giấu ở đâu. Tìm thấy rồi, giả xanh bên cạnh hắn chắc cũng là vật triệu hồn. Vật triệu hồn của hắn.
Hai tên đều không có thực lực gì, có thể mặc cờ trước. Ơi, chờ đã, ngươi còn gan vừa à? Không hay. Hiệu quả danh hiệu tổ chức cơ thể đều, danh hiệu này sẽ chuyển hóa chỉ số hộ giáp có giá trị bằng nhau, giám sát thương vật lý mà nó chỉ chớ cho to. Còn có thể chiến đấu không? Hơi khó. Đây là thuốc hồi máu, anh và anh Trịnh uống tiết kiệm chút đi. Trước khi chi viện đến, chúng ta có thể dựa vào nó kéo dài thời gian. Ta hiểu rồi. Không biết ngươi thì ta không thể ra tay với những người khác. Lời này phải không? Ngươi có thể gì hiểu như vậy đi. Giờ mới phát hiện, muộn rồi. Đột nhiên biến chiêu. Bên khí kỳ lạ quá, lại có thể dùng góc độ tinh xảo như vậy, đâm mắt ta. Phải đỡ phòng thơm đi. May mà nó không có kinh nghiệm đối chiến với liềm dài. Nếu không lúc nãy chỉ có thể đón lấy xong khí công của nó rồi. Nhưng chiến đấu cường độ cao như vậy sớm muộn nó sẽ thích ứng, phải đổi cách khác thôi. Cùng lúc đó dùng cái này đi. Đừng có uống quá nhiều, nhát một ngấm nhỏ là có thể đóng vẫy rồi. Vôi rộn lượng vậy sao? Giảng viên cấp AAA đã phối thuốc hồi máu. Ta còn tự biết nhó phải cấp quán chủ mới có. Lò trình hỏi cho chúng ta mượn dùng. Ta nghĩ là bản thân hắn cũng không ý thức được. Ở giai đoạn level 6 này có thể lấy được cái lỗ trang bị kỳ vợ cấp này khó cỡ nào. Ta cảnh cáo ngươi đừng có ác ý với hắn. Bất luận kết quả cuối cùng của địa thành xoay chuyển này thế nào, trình hỏi cũng phải trở thành siêu tân tinh nhà mạo hiểm. Tinh mong ta toàn lực bồi dưỡng. Tôi sẽ không đến mức không biết điều như vậy. Tôi lấy được từ một mạo có tinh mông đã làm một công lao lớn rồi. Không cần vì cái thứ không thích hợp với mình mà giáp áp với các người. Nhưng nói thật, đến mức này rồi, lệnh cấm nhằm vào vũ khí nóng, cậu còn tuân thủ không? Rồi, mùi vị thuốc hồi máu này sao lạ vậy? Bên trong có thơm mù tạc à? Muốn dùng trận chiến đuổi bắt đã kéo dài thời gian ngây thơ. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Đang chết sao lại bị đẻo chân vào lúc này chứ? Nếu ngươi không chạy nổi nữa vậy thì đi chết đi. Không thôi, không đuổi, ngươi rất là ngon cường. Có lẽ sau này ta sẽ không gặp được đối thủ có cấp kém ta nhiều như vậy, nhưng vẫn có thể chú toàn với ta lâu như vậy. Đừng có tích thánh quang nữa, cỡ người trước đi. Không kịp rồi, bành trướng nó cực hạn. Ta sẽ ghi nhớ ngươi, con người.